Xin mời quý thầy cô hãy hướng mắt về sân khấu để thưởng thức vở hài kịch Em Đi Chùa Hương do tổ ngoại ngữ trình bày với sự tham gia của các diễn viên cô Lý Thị Thể trong vai cô Thôn Nữ, cô Nguyễn Thị Hồng Tư trong vai Bạch Công Tử và cô Tề Thị Thuận trong vai Hắc Công Tử. Cả nhà hao, cả nhà hao. Cũng là bài giới thiệu với em anh Hắc Công Tử.
Ồ, thì ra là Hách Bạch công tử danh tiếng lẫy lừng, vậy cả hai cùng giàu, tao biết chọn đứa nào, vậy có đứa nào chịu lấy tao không? Ai đâu? Ôi giời ơi, đu thì cũng đu nhẹ nhẹ, hai đứa đu mạnh một lúc chết tao. Bây giờ hai đứa đu một lúc tao biết đu đứa nào. Vậy bây giờ cho tao hỏi nha, xin phép lại tao hỏi. Hỏi đi. Mà mày lấy xong quá, mày cho tao cái gì? Nếu em lấy anh sẽ cho em miếng một con. Con gì mày? Con tim của anh. Mày điên à? Mày điên à? Thần rồ, tự nhiên mày đem mày cho tim, tim nó bắt một đồng cả rỗ, tự nhiên mày đem cho thiết tao là con mẹ gì? Xem cái gì? Tao nói thật với mày, tao không cần thần chồng, chết tim không tiền, tao cần chồng tư sản cơ. Đây, có đây. Lấy nó em ơi, lấy anh đi, con ông cháu cha nè. Ừ, tưởng gì? Anh, lấy anh, cha thiên hạ nè em. Mày nói gì mày cha ai mày? Thôi bây giờ cả hai cùng tốt, bây giờ hai đứa bảo thương tao mà tao không biết chọn đứa nào. Thôi lỡ ngộ nhận nỗi nhớ chúng mày về rồi, chúng mày đoạt của tao cả nghìn lạng vàng, chúng mày đi thì chết tao. Sao em vậy mà ngàn lượng vàng đâu có đâu ra vậy em? Thương nhỉ? Thương quá nhỉ? Mày thật thật của thật rốt thế. Mày không nghe chữ nói sao? Nói sao? Chữ sao trinh mày? Đáng giá ngàn vàng, còn riêng đấy. Còn riêng. Thôi bây giờ cả hai cùng tốt, ta không biết chọn đứa nào, vậy tao ra câu đố nhé. Đứa nào mà trả lời được thì tao chọn đứa. Ừ, đố đi em. Tao đố chúng mày biết, người đàn bà thích người đàn ông cho cái gì vừa to vừa cứng? Đố chúng mày biết là cái gì đấy? Đố gì ghê vậy, em có cần trả lời không em? Cần chứ. Vậy anh trả lời nhá. Trả lời đi. Người đàn bà thích người đàn ông to cho cái vừa to vừa cứng, đó là đường gương nguyên bá bảo anh hùng. Ôi giời ơi, nó múa giống như hồ quán đường gương nguyên bá bảo kiếp anh hùng. Mày đến tuổi này rồi thì bảo kiếp của mày nó cũng dữ chắc mẹ còn đâu là bảo kiếp. Nga đứng qua một bên đi, Nga tao trả lời nè. Trả lời được không đó cưng? Cái mà người đàn bà thích vừa to vừa cứng của người đàn ông cho, đó là hột. Hột gì? Hột gì? Không biết, đứng im qua mày. Hột. Hột xoàn. Ôi, nãy giờ ngu sao bây giờ lòi cái thông minh ra thế, vậy tao chịu cái người thông minh như mày đấy. Còn anh sao em, còn anh sao? Còn anh thì anh đi tìm cái đường gươm in bát của anh tìm chỗ khác mài hộ em. Mày vô trong mài đi mày. Em, cho anh cầm cái bàn tay. Ôi, trời ơi, mới gặp nhau lần đầu đã xin nắm tay rồi, người ta thấy bất cỡ lắm. Đâu có ai đâu em, có anh với em mà, còn nó thằng nó lùng lắm, không thấy đâu. Ôi, nó thật chứ, từ xưa đến giờ chưa có trai nào nó nắm nắm hồn nó giật giật sao. Thôi bây giờ buổi đầu gặp gỡ không biết chứ là sao. Anh vô ngồi chơi với em nữa. Ê anh Lùn ơi. Anh Hà. Sao em? Thấy anh cũng dễ thương á, mà tại có cái máu tạc tàn mắc mách phải thôi. Em cũng có con bạn dễ thương, tính tình giống anh. Nhưng mà phải mỏng như em nha. Đảm bảo mỏng đẹp hơn em. Thôi bây giờ hai anh ngồi chơi nước nha. Nhưng mà em đi, nó phải đẹp như em nha. Đẹp hơn em nữa. Bây giờ hai anh ngồi chơi nước, chờ em đi giới thiệu con bạn của em cho anh nghe. Bảo đảm mà anh thấy em điển ngồi chơi nhé. Đi nhanh rồi nha. Cuối cùng thì tao không có vậy. Mày lùn tốt số à. Mày ăn ở áp. Coi chừng có ngày. Mày nè. Tao rình tụi bay lâu lắm rồi nha. Tụi bay ỉ có tiền, giàu có, vô chọc ghẹo con gái trong làng tao. Bữa nay tao cho một tụi bay mía tay nè. Xin hết.